em mình bay Ebo vô nha. Chơi không? Có máu không? Có máu Ebo vô nha. Bay xuống cầu dưới này đi. Cầu dưới này đánh vô. Chơi mà luôn khổ máu. Ra cái chỗ mà nãy chị chơi không? Có tập xét đấy. Ủa có một team, ở đây nè. Xe lên. Enemies ahead. Xe lên chứ mặt này, chứ mặt này. Một thằng thôi. Ok man. Yếu lắm rồi. Ui giời, người ta bắn cả Red Dog này. Đéo trời tạo ra thính tao lấy cốt. Ê, hai thằng đang, ba thằng đang chạy 170 này. Ơ, ba thằng đang chạy kìa. Thôi. Lắc đòi rồi, Căn bọn ngồi, căn bọn ngồi bo này. Lắc một này. Ôi, chặt hết vậy. Ok, đẹp. Lắc một, lắc một rồi. Xin sắp rẻ tiền coi. Có thể cho mình xin một subscribe được không? Đi vào đây đi. Súng nào? Để không còn súng. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh. Đó, lấy khu mà, khu đổ nát. Enemies ahead. Khu đổ nát đúng không? Nghe tiếng. Đưa được SLR, ok. Chạy kho coi, em qua kho. Enemies ahead. Bây giờ giờ tao lấy SLR đỡ tao tao bắn 8. À đây có này nè, có súng này nè, Hải ơi vô đây. Hải ơi. MK47 này. I got supplies. Nó chạy qua kho đúng không? Rồi mình đánh phải sâu. Mình đánh trái sâu nhà đi. Đánh trái sâu nhà qua kho bên cạnh này đi. Nghe giọt tít luôn hả? À, nghe tiếng nè, nghe tiếng luôn nè. Đúng rồi, kho em luôn. Áp qua này. Cứ bình tĩnh này. Nghe này. Nhưng mà em yếu này. Chết luôn rồi. Gạt này. Từ đứng gạt. Ui. Không gạt nó bổ nó ra hả? Nó nào vậy Hải ơi? Đẹp. Bắn lấy súng. À đà gắn thằng này. Lừa đồ hả mày? Nó lừa đồ, anh bắn chết rồi. Ở trên núi. Ê, trên cao. Trên cao. Khó trên cao này, hướng 80 này. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nó bắn. Nó bắn người xem chết rồi. Hướng 80 này. Ủa, nó chạy qua nè. Hải ơi, nó đang bắn tao. Nóc một này, nóc phần này giữa đường này. Nhà cao tầng nữa nha, cao tầng bên em nữa nè. Nhà cao tầng bên em, ok. Như vậy. Ủa kìa. Để chết hả? Lát. Cứu nó. Trời ơi. Ui, trên cao bắn xuống kìa. Đang chạy tiếng lát xuống. Đặt. Trên núi cao. Nó chạy dưới nhà nè. Trên núi cao nhà thờ có nha. Hello chúc hình nha em. Hello nhàng nha bạn. Vô game đi. Ủa anh nghe thằng nào bom mình? Anh nghe thằng nào bom mình đích sát bình này. Nó đó. Ôi bà mẹ, nó vô trong nhà mình đồ nào vậy? Có thằng đang qua, đem nó, có một thằng còn nghe tiếng ở ngoài mà. Hướng SE á. Đó. Đó chưa. Chính xác mà. Con bot mà. Ok. Trên nhà thờ này có rồi nha. Enemies ahead. Anh là có máu cho em xin. Lần này là anh có cục máu này. Ủa. Có flare nè. Vâng. Này máu nè em. Chỗ đây còn người đúng không mọi người? Còn, ở trên nhà thờ á. Trên nhà thờ á. Đó. Thằng nó xoáy không? Scalar nha, Scalar. Đấy là chơi cái bọn sau đấy không? Hay là sao đây? Qua luôn không? Qua luôn, gần. Anh kiếm cái cốp.
Okay, tao đợi tao lên cao, tao cấp 8, tao lên cao, tao đứng nha. Tụi bay tụi bay bắn cận chiến nha. Hai. Ok. Bên này thấy mấy một thằng đang chạy không biết có bao nhiêu. Chưa mặt này, chưa mặt này. Bà mẹ nó, hai viên rồi. Bên này ế chạy nè. Ha ha, gạt được một thằng. Đông vậy. Bắn này chưa xong luôn hả? Rồi ăn liền rồi. Ăn liền rồi. Ok, liêu chưa? Cứu nó đi được rồi, đẹp đấy. Giờ mấy thằng nói năm mà lưu hết hết. Gáy. Mấy mùa 4 này đưa đằng 7 ra này. Đưa AK đây, anh bắn quen AK rồi. 7 này, mùa 4 cũng được kìa. Giỡn đâu em. Đó, giữ, đưa đằng 7 anh thôi. Hấp dẫn. Đằng xanh, đằng xanh em này. Lấy đằng xanh nữa không? Này 40 viên nữa này. Ok ok. Rồi, anh bắn AK mà. Quá hấp dẫn. Hay vừa nước vừa máu gì không? Khải ơi. Hả? Vừa nước vừa máu gì không? Có. Em đủ. Văn xin bay cái giùm đập rầm rồi. Đi thôi, có xe không? Một người vậy? Chạy kiếm chiếc xe 4 thôi. À có xe 4 là một kia này. Xe 4 đi. Đây là Lamborghini, đây là Lamborghini nè. Đá đại ơi. Lên. Khải cho cái cốp nào Khải. Con cốp 8 đang bắn à. Tới có 4 không? Tới có 4. Tới rồi đã bắn này. Enemies ahead. Tới rồi bắn đẹp này. Ngay cái lỗ này. Tụi bay đứng ngay lỗ là bắn. Enemies ahead. Tao chạy mãi trên này mà. Tới rồi đây này, thủ được hơn. Thủ cho anh tụi giữ được hết á. Bắn ngay chỗ này. Enemies ahead. Bắn ngay lỗ đó. Bắn đi. Rồi này thủ đẹp này. Bắn thì phải tìm chỗ nào rồi có thủ rồi bắn như bắn tầm bậy bà. Không có chỗ thủ nữa hả? Bọn nó bắn sắp mạnh. Bắn đi, rồi này thủ đẹp mà. Rồi bên cạnh coi có người bắn nữa kìa. Gì vậy? Kìa. Này bên kia sao lần xuống tao vậy? Xe lên. Enemies ahead. Xe lên chứ mặt này chứ mặt này. Một thằng thôi. Ok men. Tưởng rất lào chứ. Anh Khải bắn mà cao em đưa nè. Cao cao em nha. Bắn nha anh. Anh Khải bắn mà cao. Được rồi, tao lấy cái nón ba rồi. Video này có bị chở không Khải? Có chở 10 giây. Đi lấy 10 giây nhé. Có xe nè mọi người. Xe lên hả? Xe lên hay là xe gì? Xe mình. Ờ, thì mình lái đây. Có xe, có xe đi chạy. Lấy xe đi, lên chấm vàng là đẹp. Bọn này lướt hết rồi, cái thánh nó lướt rồi Hải ơi. Mày thấy không? Nó chạy đến gần đây tao chưa thấy lướt mà. Tao thấy mở cửa hết rồi, nhà vệ sinh tao mở hết rồi nè, nên mày mở vậy. Nhà con nhỏ nhỏ. Tính lướt rồi đúng không? Lướt mẹ hết luôn. Nghĩa 5.000 hả? Rồi chạy bo thôi. Không lái không ơi, bị lái rồi. Trên bát chưa mày? Chưa, lái trên bát tao. Qua đây, để mượn qua đây xe anh em. Lái trên bát. Qua đây. Mày lại làm lật xe nữa rồi, cái thằng điên này. Đâu. Mày chạy kìa, chạy xuống kìa. Ủa, chào thế. Bắt lại rồi, mình trên đồi mà, ngon mà, mới bất lợi. Nó có nhà mà sinh con á thôi, không làm được á. Enemies ahead. Ôi, cái đồi bên này có người nữa này. Enemies ahead. Một viên này. Cho tao cái cốp coi mày. Bỏ ở đâu này?
Bỏ đầu hai thằng nha, nếu mà đợi được đợi hai thằng nát đầu rồi, chúng nát đầu rồi. Em có vết đó đây mà không thấy. Một thằng chạy bên tay trái. Enemies ahead. Bỏ nè. Bỏ giờ chạy đâu? Đánh phải bỏ đánh phải, đánh phải được, đánh phải, đánh phải, đánh phải, đánh phải được, đánh phải đi. Đánh phải đi. Đánh trái chứ sao lại đánh phải. Ủa đánh trái, đánh trái, đánh trái lộn. Đánh trái đi. Đó. Quá đẹp. Ôi giời. Thằng này bắn mình cái ghét vậy. Đánh trái được mà. Yếu lắm rồi. Ui giời, người ta bắn cả rep đón này. Có cốt chứ không phải đưa tao cốt 4 được, không có cốt thì tao bắn. À, chỉnh được chứ. Mày chỉnh cái gì mà đồ chở chậm nhất thì mày cứ chỉnh đồ delay có thể 30 giây hoặc là 1 phút được mà. Mày chỉnh đồ chở. Đồ chở cao quá thì mày trả lời với anh em không kịp thôi, không được thôi. Đó có cốc 8. Dạng như đồ tương tác. Ê, nó chậm em hơn. MK 8 luôn. Bọn trong nhà kia cũng ngoài em bo. MK 8 luôn. Trời tặng ra thính tao lấy cốc. Ê hai thằng đang, ba thằng đang chạy 170 này. Ơ ba thằng đang chạy kìa. Thôi thôi. Lát đòi rồi, lát đòi. Lát đòi rồi. Canh bọn ngồi, canh bọn ngồi bo này. 25. Lát một này. Ôi, chặt hết vậy. Ok, đẹp. Giết rồi nè. Run. Lát đồ sao mày ơi. Còn trong kho này có bắn em silent hay sao á? Silent đúng rồi, trong kho đấy. Đúng rồi. Mini. Enemies ahead. Nó một đẹp. Ôi, bo trong kho á. Từ thời gian nóc, thời gian nóc đại kiếm đường đại trái đúng rồi, đại trái vô kho bên này đi. Còn đạn xanh không? Đó, đạn xanh hả? Tao còn 30 rồi. Không đủ rồi. Đại trái coi kho trước mày có người không nha, chết kỹ đi. Enemies ahead. Bình tĩnh. Chết kỹ rồi, có người ăn từ, đã vô kho trước mặt này. Được chưa? Ô, có. Ô, nó bắn ra đây. Bên kia. Hiểu, ủy xe kinh quá nơi. Sao chuyện tiến từ chiến đi. À chứ mà em có người nữa nè, 125. Nóc tiếp nè. Ôi. Tích đâu. Cần mình có người bằng mình. 120. Bộ qua đầu này em ơi. Chiến đi. Ôi mày. Ném lộ nết chết cha. Điên à. Gì vậy? Ôi. Nó một rồi. Nó một rồi. Đúng rồi, đại đây. Ok, đẹp. Cứu đi, tiếp tục. Cứu đi, anh quen coi, khó cho cứu này. Còn hai thằng bên kho kia thôi. Hai thằng. Ok, tốt một rồi. Ủa, mày có cốt 8 rồi nha. Chạy này. Yếu, chạy về trái rồi. Chạy bên nhà anh chấm này. Enemies ahead. Hai thằng nha. Còn hai cuối là bom đòi méo đi qua chơi này. Tốp 1 easy vậy rồi. Yếu quá rồi, hai thằng yếu quá rồi. Trong kho. Đúng rồi, nó chạy vô mà. Đại này. Thái này. Bom anh bom, anh quen mà bom vào đầu á. Từ, bom. Rồi, ok. Easy game anh em ơi. Cấp 1, anh em like share cho mình đi anh em ơi. MK bắn có viên vào đầu nóc luôn. Một phát một mấy. Quá đẹp. 18 20 25 kill. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Di Khải Gaming đây. Nếu anh em cảm thấy clip hay và thú vị nhớ cho mình một like và đăng ký giùm này nha anh em. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nhiều. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.